Xong chưa? Xong hả? Ừ xong rồi, đi cà phê luôn nè. Đi luôn, đi luôn. Quay 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 clip. Chạy trước đi, chạy trước đi. Chạy trước đi, chạy trước đi. Cháy cầu bên à, tao nói tao không biết, tao nhìn tao nói đe xe đứt hết bóng đèn rồi. Con này bữa hổm đậu vậy nè, tắt động cơ vậy nè mà không có tắt chìa khóa đó, cái còn cái đèn nè, không hồi nó hết bình để em cháy luôn.
tại cái đèn này nó ăn bình dữ lắm. Còn chiếc này quen, chiếc này cái đèn không ăn bình. Alo alo. Alo. Đang ở quán gái luôn nè. Quán gái hả? Ừ, trả lời. Rồi rồi. Ừ, lại đây, lại đây, rồi rồi vậy thôi. Thả tiêu hả anh? Hả? Thả tiêu đó hả? Ừ. Tiếng đảo chứ. Em chắc ông anh em chạy nó cho em phải gắn tiêu mới được. Nè. Em cái, chạy. Cái trời ơi, khét dữ vậy ba. Khét không thành vấn đề, quan trọng là cái này nè. Lông hả? Ờ, cái lông nó rất là dày, nó dày từ ở đây qua tới đây luôn nè. Chứ phải là loại tiêu giỡn là cái lông nó chỉ được có một mít bị bít luôn á. Ừ. Nè cái này gắn là gắn gì nè. Đút cái, vô. Cái chiều bô phải không? Đút vô cái bô nè, đút cho khít vô ngay rồi xong rồi đẩy cái cổ càng sát hàng vô. Đúng không? Hả? Đâu càng hàng rồi đúng không? Đúng rồi. Liên quy nhỏ. À, 5 khúc đó đó. Còn cái tiêu của quỷ này là tiêu nó không có dày không? Gắn tiêu rồi đúng không? Nó gắn tiêu rồi đó. Có tiêu phải không? Mới nghe là đó. Mới cắt đuôi. Gì vậy? Y chang á. Tại cái con ốc á, con ốc mình làm là con ốc nằm đây nè, con ốc nó con ốc của cái dẹ cũ á cho nên con ốc nó bị đẩy lên. Cái số này là ốc rồi, chứ. Ừ, đây là chiếc R15 cũ của mình. Dẹ cũ. Dẹ cũ kế dẹ mới. Hả? Tưng đái hả? Tưng đái chắc nó dây thun lắm, chắc hồi nó ra. Rồi, cảm ơn Quy. Bị bá. Bị bá.
không bẻ được. Cái này nó chữa quá. Ốc này chữa. Ốc nữa sao đi xa. Chắc nó làm lại. Không. Để gì luôn vậy. Ok chưa? Giờ thì cà phê xong anh em thì trời cũng mưa luôn cho nên mình về trước thì mình rửa xe. Thì giờ trời đang mưa rồi, rất là bực mình luôn á. Mưa chạy vô xe các kiểu đâu. Mình về sớm nữa mình rửa xe luôn. Quỷ nó tái máy nó bạn kính thì nhìn không thấy gì luôn. Ok. Chào tạm biệt anh em luôn á. Cái thấy clip của mình hay thì nhớ cho mình xin một đăng ký và một lượt like share video của mình đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Rồi, bye bye.